Đã gần 5 tháng, kể từ khi làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng, lần lượt bùng phát và diễn biến phức tạp tại rất nhiều địa phương trên cả nước. Đây có lẽ là 5 tháng không thể nào quên đối với mỗi người, bởi chúng ta đã sống trong những ngày rất khác. Lần đầu tiên, tất cả chúng ta phải đương đầu với một kẻ thù vô hình nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Không những đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người, mà còn gây ra biết bao hệ lụy nặng nề đối với mọi mặt của đời sống. Và đặc biệt, với những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, thì khó khăn lại càng thêm chồng chất. Thế nhưng, giữa những hệ lụy khôn lường mà dịch bệnh quái ác này gây ra, vẫn còn đó nhiều câu chuyện đẹp về tinh thần tích cực, lạc quan, đoàn kết của người dân cả nước. Những chia sẻ ấm áp ấy, như những liều vaccine tinh thần, làm xoa dịu những nỗi đau, có sức lan tỏa mạnh mẽ cho chúng ta hiểu hơn và tin tưởng hơn về sự ấm áp của tình người trong đại dịch. Có lẽ chưa bao giờ các câu lạc bộ, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố lại bận rộn và làm việc hết công suất như trong những ngày cao điểm của dịch bệnh như thế này. Nào là gấp rút liên hệ với địa phương, lên danh sách những hoàn cảnh cần giúp đỡ, kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân để có thật nhiều kinh phí, rồi nhanh chóng lên kế hoạch để trao tận tay những phần quà cho những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch. Những câu lạc bộ thiện nguyện như là Tâm Hạnh Nguyện, câu lạc bộ Máu Sống, câu lạc bộ Từ Thiện và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Hương Lam, quỹ chuyến xe Vạn Tình, v.v. vốn dĩ đã là những đơn vị luôn năng nổ với công tác thiện nguyện của thành phố từ trước đến nay, thì bây giờ khi dịch bệnh bùng phát, họ lại phát huy vai trò xung kích của mình một cách kịp thời và nhanh chóng nhất. Giữa cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, các thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện đã không ngại vất vả, hiểm nguy, đi đến gõ cửa từng nhà để chia sẻ, động viên, trao những phần quà tuy nhỏ bé, những thùng mì, chục ký gạo, dầu ăn, nước mắm, rau quả. Nhưng đó là những sự hỗ trợ kịp thời và thiết yếu, giúp những người dân khó khăn có thể tiếp tục duy trì cuộc sống qua cơn đại dịch. Mặc dù rất là nguy hiểm nhưng mà gia đình em là rất ủng hộ em đi hỗ trợ trong công tác thiện nguyện. Bên cạnh đó thì em cũng thực hiện nghĩa vụ thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Cho nên là em rất vui khi mà được đi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ đã hỗ trợ trong 2 năm qua, trong 2 đợt dịch thì đi rất nhiều hoàn cảnh, cũng nhìn thấy nhiều gia đình cũng rất là khó khăn. Bên cạnh những sự khó khăn đó thì càng thêm nhiều sự vất vả bởi sự phong tỏa cứng. Thì cảm xúc mà những anh chị em thành nguyện mà trong công tác hỗ trợ dịch thì cảm thấy rất là đồng cảm, thấy thương và mong muốn là sẽ có được thêm nhiều cái sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân để giúp được cho những cái hoàn cảnh đó trong lúc đại dịch này. Quả thật, thành phố Đà Nẵng hiện nay đang có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đó là những người lao động thu nhập thấp, những người thất nghiệp, những học sinh nghèo, các cụ già neo đơn, những cháu nhỏ mồ côi, bệnh tật, trẻ em đường phố. Bình thường họ đã rất chật vật để chạy cơm từng bữa, cố gắng duy trì cuộc sống. Thì nay, khi tình hình dịch bệnh kéo dài, đời sống của họ lại càng thêm khó khăn gấp bội phần. Gia đình của bà Trương Thị Hạnh trú tại K115, Lê Đình Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là một trường hợp như thế. Bà Hạnh năm nay đã già yếu, nhiều bệnh nặng, lại thêm vừa bị tai nạn, mất đi khả năng đi lại, giờ chỉ ngồi yên một chỗ. Thu nhập trong gia đình chỉ trông chờ vào con trai của bà, năm nay cũng đã gần 70 tuổi. Thế nhưng dịch bệnh bất ngờ bùng phát, làm cho con trai của bà rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Nguồn thu nhập trong gia đình vốn đã ít ỏi, nay lại càng thêm kiệt quệ.
thấu hiểu hoàn cảnh đó, các thành viên trong câu lạc bộ Tâm Hạnh Nguyện đã kịp thời có mặt, an ủi động viên gia đình bà Hạnh, gửi những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình. Nhận được sự quan tâm của câu lạc bộ Tâm Hạnh Nguyện, gia đình bà Hạnh như được tiếp thêm nguồn động lực để cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống. Hôm nay tôi nhận được cái món quà của hội từ thiện, tôi xin cảm ơn. Rồi đó là nói lên cái tấm lòng mà hội đã ưu tiên, nghĩa là dành cho chúng tôi trong cái lúc khó khăn này. Và còn rất nhiều những mảnh đời khốn khó như thế trong mùa dịch. Có người vừa bị mất việc làm, có người già đau ốm, có người thương tật không còn sức lao động, vân vân. Họ đều cảm thấy vô cùng ấm lòng khi mình được quan tâm, được hỗ trợ kịp thời. Vì họ biết rằng, dù trong giai đoạn cả nước đều rất khó khăn này, họ cũng không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Em rất là vui khi mà được các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho mẹ con em để mẹ con em vượt qua các khó khăn mùa dịch. Năm ngoái là tháng 12 con cô bị tai nạn chết, cái lần để năm đứa cháu lại cho cô nuôi mà. Bây giờ dịch lại tới rồi, chứ có câu lạc bộ Hương Lan tới giúp đỡ chứ là cô rất là cảm ơn. Quả thật sự sẻ chia, đùm bọc nhau những lúc dịch bệnh khó khăn là hết sức trân quý. Các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện, bản thân họ cũng gặp nhiều khó khăn trong mùa dịch. Thế nhưng họ vẫn khát khao được cho đi, được góp một phần nhỏ bé của mình để đến với những hoàn cảnh yếu thế cần giúp đỡ. Em rất vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ những gia đình khó khăn và đặc biệt là trẻ em giữa lúc khó khăn do đại dịch gây ra. Em được tiêm vaccine nên cũng không lo lắng gì trong các hoạt động thiện nguyện như thế này. Còn gia đình thì rất là ủng hộ em trong các hoạt động thiện nguyện này. Trước những sự khó khăn thì đa số thành viên câu bộ cũng nằm trong diện phong tỏa, thì cũng thiếu thốn về nguồn cung ứng lương thực. Thì đồng cảm với những sự khó khăn của bà con và trực tiếp và từ các bạn thành viên, trong đó có cả là Huy cũng là từng nằm trong điểm phong tỏa nên hiểu được sự khó khăn của bà con nhiều hơn nữa. Và từ đó là câu lạc bộ cũng các bạn cố gắng vận động quý mạnh thường quân cũng các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp có thể là giúp đỡ cho bà con mình. Và đặc biệt, cũng chỉ trong mùa dịch này, chúng ta thấy sự xuất hiện của những mô hình thiện nguyện có 102. Đó là những phiên chợ không đồng, những bếp ăn nghĩa tình hay những cây ATM gạo có mặt ở khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố. Đó là những phiên chợ siêu thị đặc biệt. Ở đó người dân cứ đến chọn những thứ mình cần mà không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào. Họ chỉ cần thanh toán với nhân viên bằng một lời cảm ơn hay đơn giản chỉ bằng một ánh mắt cười sau lớp khẩu trang. Dạ, hôm nay mua được gạo với là nước đồ tương gia dạy cho gia đình để rất cần thiết cho gia đình. Cũng cảm ơn đã hỗ trợ cho bọn em. Ngoài siêu thị không đồng, các bếp ăn nghĩa tình cũng là một mô hình thiện nguyện phát huy được hiệu quả rất tích cực trong mùa dịch này. Ngay khi thành phố Đà Nẵng bắt đầu thành lập những khu cách ly, phong tỏa trong đợt dịch vào đầu tháng 5 vừa qua, các bếp ăn nghĩa tình đã đỏ lửa, nhanh chóng nấu những suất ăn vừa tươi ngon, vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, vừa đảm bảo an toàn để mang đến cho tuyến đầu chống dịch. Bản thân mỗi thành viên, mỗi tình nguyện viên
tham gia chương trình này phải bước qua cái rào cản là sự sợ sệt khi phải đối mặt và không biết lúc nào mình tiếp xúc với các F0 hay các F1. Đó là cái khó khăn lớn nhất. Và cái thuận lợi đó là sự hỗ trợ tuyệt đối từ phía chính quyền, từ cộng đồng doanh nghiệp, từ các mạnh thường quân, không phải ở trên địa bàn quận Sơn Trà mà lan tỏa. Quả thật, như những lúc khó khăn bủa vây, chồng chất, tình người càng trở nên ấm áp. Người dân Đà Nẵng không chỉ biết hỗ trợ tinh thần, chia sẻ với nhau, mà ngay khi biết tin thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch bệnh, người Đà Nẵng đã hướng về thành phố mang tên Bác bằng tất cả sự yêu thương, đùm bọc. Trong những ngày qua, các tình nguyện viên của Quỹ Xe Vạn Tình, Câu lạc bộ Hiếu Hạnh cùng Mạnh Thường Quân Vũ Trần đã tất bật gói những đòn bánh tét thơm ngon để kịp gửi vào miền Nam thương yêu. Những đòn bánh tét được tạo ra trong giai đoạn này, ngoài vị mặn mà của nguyên liệu, gia vị, còn có sự mặn mà của tình người trao cho nhau. Có lẽ, cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim. Khi nhận được những đòn bánh này, tin rằng người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm sự vững tin trước đại dịch vẫn còn vô vàn những khó khăn vất vả. Bên cạnh những đòn bánh tét nghĩa tình, Quỹ Xe Vạn Tình, Câu lạc bộ Hiếu Hạnh cùng Mạnh Thường Quân Vũ Trần còn tổ chức kho cá để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tạm gác việc riêng, các thành viên trong câu lạc bộ cùng hợp sức nhau lại thu mua, xử lý, chế biến gần 5 tạ cá nục và kho tập ngon gửi vào miền Nam yêu thương. Đợt dịch lần này ở Sài Gòn thì mang tên hướng về Sài Gòn là kêu gọi tấm lòng tất cả người miền Trung, Đà Nẵng và Quảng Nam chung tay góp sức, góp những cái công sức, cái tình cảm đem đến cho bà con nghèo khó Sài Gòn. Bên cạnh cá kho sẵn, hơn 5 tấn cá nục tươi cũng được đặt mua ngay khi các thuyền đánh cá cập cảng Thọ Quang và được cấp đông để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ nhìn những hình ảnh được gửi về từ thành phố Hồ Chí Minh, những hình ảnh bà con đã nhận được những sản phẩm từ những chuyến xe nghĩa tình đó, chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm thấy ấm lòng. Những nụ cười của bà con ngay trong tâm dịch khi nhận được những món quà quê đầy yêu thương của người Đà Nẵng mang lại cho chúng ta chút cảm giác bình an trong những ngày mà cuộc chiến với dịch bệnh vẫn còn đầy khó khăn và căng thẳng ở phía trước. Những câu chuyện ấm áp nhỏ bé trên giống như những liều vaccine tinh thần mang đến niềm tin và sự tích cực, lạc quan cho mỗi con người Việt Nam giữa cuộc chiến chống dịch Covid-19 dai dẳng và còn đầy khó khăn, thử thách. Dịch Covid-19 có thể chưa kết thúc ngay được, nhưng những hành động đẹp, tinh thần đoàn kết, đồng lòng và niềm tin vào tươi sáng ngày mai của mỗi người dân Việt Nam chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh. Sớm phải nhòa bao đau thương sẽ qua, nụ cười em thơ như pháo hoa, mình cầm tay nhau, mình cầm tay nhau đi dưới sương đôi hàng mi, hai cùng cảm biết thương mọi người. Mình tin rằng Đà Nẵng sẽ chiến thắng đại dịch và tin rằng các chiến sĩ tuyến đầu, y bác sĩ, lực lượng các chức năng cùng với lại chính quyền thành phố sẽ đẩy lùi dịch bệnh và Đà Nẵng chúng ta sẽ sớm ngày trở thành bình thường mới và một cuộc sống của người dân sẽ trở lại ổn định. Chúc mọi người sức khỏe và cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, Đà Nẵng cố lên. Em chúc mọi người sẽ sớm vượt qua cái dịch Covid này. Tất cả mọi người sẽ được tiêm vaccine và có một sức khỏe tốt, thật tốt để vượt qua mùa dịch Covid-19. Tự hào như lúc này, cả dân tộc cùng giúp đỡ nhau đứng dậy. Từ trẻ con đến người già đều chung tay đồng lòng tạo nên bức tranh đầy nhân văn chưa từng thấy, và dù rất xa hay gần kề đây vẫn sẽ là nơi